có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. VietTV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông Đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước 1 tháng. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài VietTV Australia. Kính thưa quý khán giả của VietTV, phong trào bài Do Thái tiếp tục tăng cao tại Úc, khiến cộng đồng Do Thái lo ngại về sự an toàn của họ. Trong bối cảnh này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marx đã xác nhận là nước Úc sẽ nhanh chóng thông qua luật về phát ngôn thù hận. Trong khi đó, Bộ trưởng Di trú lại vừa bị chỉ trích vì đã gián tiếp cho phép kẻ hiếp dâm được ở lại Úc. Tại New South Wales, chính phủ Christmas đã công bố một nhà ga mới sau 5 năm là Waterloo, và đây là nhà ga đầu tiên đã hoàn thành trong dự án City và South West Metro. Cùng với nhà ga này, Thủ hiến New South Wales cũng đã xác nhận sẽ xây dựng thêm 70 căn hộ dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo hành gia đình. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Ba, 28 tây tháng 5. 2024. Đầu tiên là tin sinh hoạt chính trị, phong trào bài Do Thái tăng cao tại Úc. Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đang khiến cho phong trào bài Do Thái tại Úc lên cao, khiến người Do Thái tại Úc lo ngại về sự an toàn của họ. Cụ thể là vào cuối tuần qua, một bức tường bên ngoài một ngôi trường của người Do Thái ở thành phố Melbourne đã bị vẽ bậy với chữ Do Thái chết, khiến cộng đồng và các học sinh của trường bị sốc và bị tổn thương. Tiến sĩ D. Aparovic, Chủ tịch Ủy ban chống phỉ báng, nhận định, hành động này thể hiện sự căm thù và là sự tấn công vào sự an toàn của cộng đồng người Do Thái. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc bài Do Thái đang diễn ra tại Úc, kể từ sau khi cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát vào tháng 10, 2023 cho đến nay. Theo thống kê của Hội đồng Do Thái Úc Châu, thì chỉ riêng trong tháng 10 vừa qua và tháng 11, 2023 đã xảy ra tổng cộng 662 hành động bài Do Thái tại Úc, gia tăng đến 738% so với năm 2022. Và khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas kéo dài, thì hành động bài Do Thái tại Úc tiếp tục gia tăng. Phản ứng trước tình hình này, ngày hôm qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng ông Richard Marx cho biết mức độ bài Do Thái trong những tháng vừa qua ở Úc đã lên cao đến mức ông chưa từng thấy trong cuộc đời. Và theo ông Marx, thì việc viết từ ngữ thể hiện sự thù hận lên tường là một hành động không được xã hội chấp nhận. Vào thời điểm này, nước Úc cần phải đứng lên chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Bộ trưởng Richard Marx cũng đồng thời nhấn mạnh là tại Úc không có chỗ cho sự bài trừ Hồi giáo và cũng không có chỗ cho thành kiến với cộng đồng. Trước tình hình này, chính phủ lao động Albanese đang gấp rút soạn thảo một dự luật mới về lệnh cấm các phát ngôn gây thù hận nhằm tạo cơ sở pháp lý để có thể áp dụng các hình phạt hình sự đối với bất kỳ một hành vi phỉ báng nghiêm trọng nào dựa trên giới tính, chủng tộc và tôn giáo. Chính phủ hy vọng
Và dự luật này sẽ nhanh chóng được trình lên Quốc hội và được thông qua để chấm dứt các hành động tương tự diễn ra tại Úc trong thời gian vừa qua. Cũng tin xin hỏi chính trị, Bộ trưởng Di trú Andrew Giles bị chỉ trích vì đã cho kẻ hiếp dâm trẻ em được phép ở lại Úc. Bộ trưởng Di trú Liên bang ông Andrew Giles đã phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gia tăng sau khi có thông tin tiết lộ là một người đàn ông cưỡng hiếp con gái riêng của vợ đã được phép ở lại Úc theo chỉ thị 99 của ông. Cuộc khủng hoảng người nhập cư bị giam giữ của Đảng Lao động ngày càng sâu sắc hơn với thông tin mới tiết lộ về một kẻ hiếp dâm trẻ em đã được phép ở lại Úc theo lệnh của Bộ trưởng Di trú Andrew Giles. Cụ thể thì ông Giles đã ban hành chỉ thị 99 vào tháng 1 của năm 2023. Chỉ thị cho tòa án phúc thẩm AAT coi mối quan hệ với Úc là yếu tố cần được cân nhắc trong quá trình xác định thị thực visa. Và kể từ đó hơn 35 kẻ phạm tội, bao gồm kẻ hiếp dâm trẻ em, đã được tòa AAT cho phép ở lại nước Úc. Trong số này có một người đàn ông New Zealand được biết đến với tên gọi tắt là CHCY, 37 tuổi, đã bị kết tội vào năm 2022 với 9 tội danh, bao gồm đối xử không đúng đắn và cả tội hiếp dâm con gái riêng 14 tuổi của vợ mình. Người đàn ông này đã thực hiện hành vi phạm tội trong lúc người vợ đang nằm bệnh viện sinh con. Vào thời điểm tuyên án, thẩm phán nói với ông CHYC là ông ta sẽ bị mất thị thực visa và đồng thời cũng nói thêm rằng ông có thể bị trục xuất. Tuy nhiên, theo chỉ thị 99 của Bộ trưởng Di trú, thì tòa AAT đã phát hiện ra người đàn ông này đã ở Úc từ năm 17 tuổi khi ông chuyển đến từ New Zealand và do đó đã thu hồi việc hủy thị thực visa vào tháng 3 vừa qua. Theo tòa AAT, thì nghi can CHCY đã sống phần lớn cuộc đời tại Úc, đã làm việc toàn thời gian và đã đóng thuế, nên ông có sự khoan dung cho trường hợp này. Bộ trưởng Di trú đối lập là ông Dan Tehan đã kêu gọi ông Andrew Giles hủy bỏ chỉ thị 99 tại một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày hôm qua thứ Hai. Theo lời ông Dan Tehan, thì việc hãm hiếp con gái riêng của vợ trong khi người vợ đang sinh con trong bệnh viện là một hành động không thể chấp nhận được, nhưng lại được phép ở lại Úc theo chỉ thị 99 của Bộ trưởng Di trú. Và điều này cho thấy chỉ thị 99 rõ ràng là đã thất bại. Khi đến là tin từ New South Wales, cột mốc lịch sử cho sự phát triển giao thông của Sydney. Mạng lưới xe lửa của Sydney lần đầu tiên đã có thêm một nhà ga mới sau 5 năm là nhà ga tại Waterloo. Đây là nhà ga đầu tiên hoàn thành trong dự án City và South West Metro. Tàu điện ngầm Waterloo được dự đoán sẽ đón gần 19.000 hành khách mỗi ngày khi khai trương vào cuối năm nay. Và đây cũng là nhà ga đầu tiên trong số 6 nhà ga mới dọc theo tuyến City Metro. Thông báo từ Bộ Giao thông New South Wales cho biết, từ nhà ga mới Waterloo này, hành khách chỉ mất 2 phút đi xe lửa đến nhà ga trung tâm là Central Station, trong khi đi đến Bankakaru chỉ mất 8 phút và đi đến Victoria Cross ở phía bắc của thành phố Sydney chỉ mất có 11 phút. Tuy nhiên, trước khi khai trương nhà ga Waterloo, cần có sự chấp thuận của Văn phòng Cơ quan Quản lý An toàn Đường sắt Quốc gia và các bước cần thiết khác bao gồm việc chạy thử cũng như bàn giao tất cả các trạm và đường dây cho nhà điều hành. Bộ trưởng Giao thông Vận tải New South Wales và Jay Hayden cho biết, dự án này sẽ giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các trạm đông đúc khác. Cũng theo lời bà Hayden, thì nhà ga này sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi cho vùng Waterloo cũng như khu vực Redfern và Alexandria, đồng thời giảm đáng kể lưu lượng giao thông trên các con đường thuộc nội thành ở Sydney, cũng như giảm bớt áp lực tại các nhà ga ở Redfern và nhà ga Green Square gần đó. Cùng với nhà ga mới này, chính phủ Tasmania cũng đã xây dựng một tòa nhà 9 tầng với tổng cộng 70 ngôi nhà xã hội ngay phía trên của nhà ga, như là một phần của dự án năng lượng tái tạo Waterloo. Việc xây dựng nhà ở xã hội bắt đầu từ giữa năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm tới 2025. Những người đang thuê nhà xã hội ở vùng Waterloo sẽ có cơ hội di dời.
Ngoài ra thì tòa chung cư mới này cũng sẽ có chỗ ở cho các sinh viên, các cửa hàng bán lẻ và không gian thương mại như một phần của quá trình phát triển khu đô thị Waterloo. Thủ hiến Trismine cho biết đây là một ví dụ điển hình về những gì sẽ xảy ra khi liên kết việc cung cấp nhà ở và phương tiện giao thông công cộng, theo nghĩa mọi người đều thắng. Sau đây là tin về gia cư. CoreLogic báo cáo giá thuê cao kỷ lục, dẫn đầu là Tây Úc và Queensland. Lời hứa thoát khỏi chi phí sinh hoạt cao ở các thành phố thủ phủ bằng cách di chuyển về các vùng thôn quê đang nhanh chóng tan biến, với giá thuê nhà ở hầu hết mọi nơi đều đã và đang mức cao kỷ lục. Cụ thể, theo công ty bất động sản CoreLogic, thì giá thuê nhà ở 3/4 khu vực lớn nhất nước Úc hiện đang ở mức cao hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như tại Basement Bay ở New South Wales, một thị trấn ven biển nổi tiếng, có mức tăng cao nhất trong 3 tháng qua, với giá thuê trung bình tăng thêm $32 một tuần, tương đương 6%. Trong khi ở thị trấn Bunbury ở tiểu bang Tây Úc và Sunshine Coast ở tiểu bang Queensland đều có giá thuê tăng hơn 4% trong những tháng gần đây. Riêng Bunbury đã tăng đến 20% chỉ trong năm qua. Và trên khắp nước Úc, không có một khu vực nào ghi nhận giá thuê giảm hạ, hoặc nếu có giảm hạ thì chỉ giảm một cách rất nhỏ, không đáng kể. Chẳng hạn như tại trung tâm khai thác mỏ Pilbara ở tiểu bang Tây Úc, giá nhà thuê đã giảm 0.8%, trong khi tại Maryborough ở tiểu bang Queensland thì giá nhà thuê chỉ giảm ở mức 0.2%. Chuyên gia kinh tế của công ty CoreLogic và Kelly Easy cho biết, giá thuê nhà hiếm khi giảm hạ, trừ khi bị ép giảm do kinh tế suy thoái. Cũng theo bà Easy, thì giá thuê đang gia tăng trung bình khoảng 6% tại hầu hết các vùng nông thôn, cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình 2% trước đây. Và bà Easy cũng cho biết thêm, giá nhà thuê sở dĩ liên tục gia tăng là bởi vì lãi suất đã tăng đến 13 lần và hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm hạ. Và tất nhiên, khi lãi suất tăng, chủ nhà trả tiền nợ thế chấp nhiều hơn và khoản chi trả này đã được chuyển sang cho người thuê nhà. Ngoài thị trường nhà cho thuê, thì dữ liệu của công ty CoreLogic còn kiểm tra giá nhà ở các vùng thôn quê tại Úc. Qua đó cho thấy Tây Úc thống trị số liệu hàng quý với khu vực Fredericton tăng đến 8.8% trong 3 tháng qua. Tiếp theo là Busselton đã gia tăng 7.7% và Bunbury gia tăng 6.4%. Những ngôi nhà ở Bunbury cũng đã được bán nhanh nhất với mức trung bình chỉ trong vòng 14 ngày. Trong khi đó tại Queensland, vùng Rockhampton, Laston cũng như Gold Coast và Townsville nằm trong top 10 về mức tăng trưởng hàng quý. Riêng New South Wales và Victoria, mỗi nơi chỉ có một vị trí gia tăng. Những khu vực có giá nhà thấp nhất trong những tháng gần đây chính là Ballarat, thuộc ngoại ô của thành phố Melbourne, và Portmore Macquarie ở tiểu bang New South Wales, khi mà giá nhà ở hai vùng này đã giảm gần 2% trong 3 tháng qua. Riêng thành phố Ballarat cũng đã giảm đến 4.2% trong năm qua, với giá nhà trung bình hiện chỉ ở mức khoảng $540,000. Cuối cùng cũng tin về gia cư. Chủ nhà sẽ được cảnh sát báo về việc người bán thuốc lá thuê cửa hàng. Cảnh sát tại tiểu bang Victoria sẽ cảnh báo các chủ sở hữu những căn nhà cho thuê về nguy cơ cho những người bán thuốc lá thuê mướn cửa hàng của họ. Các cuộc điều tra sẽ gửi hai lá thư. Lá thư đầu tiên dành cho chủ nhà có người thuê nhà được xác định là có liên quan đến hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp. Và lá thư thứ nhì dành cho các doanh nghiệp có nguy cơ có liên quan. Quyền chỉ huy cảnh sát Jason Kelly cho biết chủ sở hữu các tài sản hiện đang cho các doanh nghiệp bán thuốc lá thuê mướn sẽ nhận được những thư từ cảnh sát trong vòng 2 tuần lễ sắp tới. Lý do mà cảnh sát phải gửi thư cảnh báo cho chủ nhà là bởi vì trong 15 tháng qua, thám tử cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 64 người vì tội đốt phá, tống tiền và sử dụng súng có liên quan đến thị trường thuốc lá lậu tại tiểu bang Victoria. Và theo thông tin từ cảnh sát, thì đã có 76 vụ tấn công đốt phá trên toàn tiểu bang,
trong đó có 60 vụ nhằm vào các cửa hàng thuốc lá truyền thống hoặc thuốc lá điện tử, tức là Pepsi. Và mục đích của việc gửi những bức thư này là để nêu bật các rủi ro khi bất động sản được thuê mướn để phục vụ cho mục đích bán thuốc lá lậu là một hoạt động bất hợp pháp tại Úc. Những rủi ro mà chủ nhà có thể gặp phải là các thỏa thuận về bảo hiểm, cũng như các khả năng doanh nghiệp và tài sản gần đó bị ảnh hưởng do hỏa hoạn và hoạt động tội phạm. Ông Kelly cho biết, cảnh sát không thể giải quyết các vấn đề xung quanh tội phạm có tổ chức và thuốc lá lậu nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng nói chung. Và với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng phần tin tức của đài Việt TV Australia vào lúc 1 giờ trưa hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay.